5 mẹo dân gian giúp chúng ta chữa cái tình trạng rối loạn cương dương. Cái thứ nhất là sử dụng gừng và mật ong. Theo đông y thì gừng nó sẽ có vị cay, này, tính ấm và nó sinh nhiệt. Nó có tác dụng làm giãn nở các cái hệ thống mạch máu, nó cải thiện các hệ thống tuần hoàn máu. Và nhờ đó thì cái loại củ này có thể thúc đẩy cái quá trình lưu thông, giúp cho dương vật của chúng ta có thể cương cứng được tốt hơn. Và để thực hiện được cái mẹo này thì anh em hãy chuẩn bị một cái củ gừng tươi và 10ml mật ong. Nếu là mật ong gừng nguyên chất thì là tốt nhất. Và cái cách thực hiện như sau nhé. Gừng thì hãy cạo sạch vỏ, rửa sạch, rồi chúng ta cắt thành từng lát mỏng. Sau đó cho gừng vào khoảng tầm nửa lít khoảng 500ml nước, đun sôi trong khoảng tầm 10 phút. Sau đó chúng ta hãy chắc lấy cái nước gừng này và chúng ta chỉ để nguội, rồi chúng ta sẽ hòa mật ong khuấy đều. Sau đó thì chúng ta sẽ uống hàng ngày. Và anh em nên kiên trì mỗi ngày uống mỗi ngày một ly, khoảng tầm gì, trong khoảng tầm một tháng thì nó sẽ giúp chúng ta cải thiện dần dần cái vấn đề của chúng ta. Cái thứ hai đó là cái rau diếp cá. Thì theo đông y, rau diếp cá thì nó có vị đắng này, tính mát và nó được sử dụng để cải thiện cái chức năng sinh lý nam và bổ gan, bổ thận. Còn theo nghiên cứu y học hiện đại thì rau diếp cá nó có chứa rất nhiều tinh dầu, các cái alkaloid, các cái vitamin nhóm A, nhóm B, hoặc là chứa rất nhiều sắt, kẽm và canxi. Cái chất này thì nó có thể kích thích cái quá trình gì? Quá trình tuần hoàn máu đến vùng dương vật, và nhờ đó thì nó hỗ trợ cải thiện cái tình trạng rối loạn cương dương cho chúng ta. Các bạn hãy thử cái phương pháp này trong một thời gian thì nó cũng sẽ đem lại cái hiệu quả cho chúng ta về mặt gì? Mặt cải thiện cái vấn đề về cương cứng của chúng ta nhé. Và anh em thực hiện cái cách này như sau nhé. Tôi sẽ hướng dẫn thật là chi tiết này. Rau diếp cá thì hãy rửa sạch và chúng ta sẽ để ráo nước, sau đó chúng ta hãy xay nhuyễn cái rau diếp cá, rồi chúng ta sẽ lọc. Để gì? Chúng ta sẽ lọc để chúng ta lấy cái nước cốt để chúng ta uống hàng ngày. Và cái quan trọng nhất đó là duy trì liên tục trong vòng ít nhất khoảng một tháng để nó cải thiện cái tình trạng rối loạn cương dương cho chúng ta. Và cái tiếp theo, một cái mẹo nữa, mẹo thứ ba đó là sử dụng gì? Sử dụng lá hẹ. Theo y học cổ truyền thì cái lá hẹ thì nó có vị chua nhẹ, tính ấm và mùi nó hăng nồng. Nó có tác dụng bổ thận, giải độc cơ thể và làm dịu hơn các cái cơn ho, các cái cơn hen. Còn đối với anh em nam giới thì cái lá hẹ nó có thể hỗ trợ điều trị vấn đề về sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay vấn đề về mộng tinh. Còn theo y học hiện đại thì sao? Hẹ nó có chứa thì rất nhiều các cái thành phần như protein, các cái chất xơ và các cái khoáng chất như là kẽm, canxi, kali hoặc là phốt pho. Nó có khả năng hỗ trợ vấn đề về sinh lý nam. Cái cách sử dụng thì lá hẹ để điều trị hoặc để cải thiện vấn đề về rối loạn cương dương thì nó rất đơn giản. Là chúng ta hãy chế biến nó thành cái món ăn hoặc là gì? Hoặc là ép lấy nước để chúng ta uống giống như cái phần trên. Và cái mẹo số 4 là sử dụng trứng gà. Thì trứng gà nó có chứa cái hàm lượng protein rất lớn và cái khoáng chất như là sắt, như là kẽm, như là canxi, magie, nó có tác dụng tăng cường sinh lý, cải thiện vấn đề về rối loạn cương dương. Cái số lượng và chất lượng tinh trùng nó cũng sẽ gì? Sẽ tốt dần lên. Và cái cách dùng nó cũng không có gì là gì, không có gì là khó cả. Mỗi ngày anh em có thể gì? Ăn từ 1 cho đến thì 1 đến 2 quả trứng gà luộc. Và lưu ý là một tuần chúng ta cũng không nên ăn quá khoảng tầm từ 5 đến 6 quả. Và cái cuối cùng là chúng ta có thể sử dụng lá lốt để khắc phục cái tình trạng rối loạn cương dương, cải thiện cái tình trạng rối loạn cương dương. Nguyên nhân là do lá lốt nó có tác dụng hỗ trợ tăng cường cái lưu thông cái tuần hoàn máu đến vùng dương vật. Và nhờ đó thì hỗ trợ cải thiện cái tình trạng rối loạn cương dương của chúng ta. Hoặc là gì, chúng ta đang quan hệ mà tự nhiên nó bị xìu thì đây cũng là một giải pháp rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì một số các cái nguyên nhân hoặc là một số các cái nghiên cứu ấy, người ta còn chỉ ra rằng cái lượng tinh dầu có trong lá lốt nó có tác dụng giảm đau, ngăn ngừa viêm nhiễm ở cái phần gì, cái phần bộ phận sinh dục của chúng ta. Và anh em hãy chuẩn bị một khoảng tầm một nắm lá lốt rất là phổ biến luôn, hoặc là một ít hành khô. Sau đó thì hãy rửa sạch lá lốt, ngâm trong nước muối để chúng ta sát khuẩn, và hành khô thì bóc, rửa sạch và thái, hãy thái thành lát mỏng và ngâm hành khô đã cắt với cái nước gì, nước mắm chua ngọt trong khoảng tầm 15 phút và ăn sống lá lốt với cái gì, với cái mắm hành, duy trì cái món này một thời gian thì nó sẽ, chúng ta thấy sẽ bắt đầu nó cải thiện cái dần dần các cái vấn đề của chúng ta. Và trên đây chính là 5 cái mẹo dân gian kết hợp cả y học cổ truyền và y học hiện đại để tư vấn hỗ trợ cho anh em, để giúp cho anh em có được gì, có được cái sự thay đổi về mặt cải thiện vấn đề về rối loạn cương dương. Và hiện nay thì chưa có nghiên cứu cụ thể về hiệu quả của những cái phương pháp này, nghiên cứu thật là chi tiết về mặt khoa học hiện đại.
tùy vào từng trường hợp cụ thể mà anh em có thể cảm nhận được chính cái hiệu quả hay là không. Và do đó thì bên cạnh để hiệu quả tốt hơn ấy, thì bên cạnh việc áp dụng các mẹo dân gian để điều trị các vấn đề về rối loạn cương dương, thì anh em chúng ta cần xây dựng cho mình một cái lối sống khoa học, một cái chế độ dinh dưỡng đa dạng đầy đủ, hạn chế rượu bia, từ bỏ thuốc lá, luyện tập thể dục thể thao đều đặn với các cái bộ môn như là có thể chạy bộ này, tập gym hoặc là bơi lội. Đặc biệt khi mà anh em đã kiên trì thực hiện các cái mẹo dân gian để điều trị các vấn đề về rối loạn cương rồi, nhưng mà cái tình trạng này nó vẫn không thể cải thiện được, hoặc là anh em muốn điều trị chắc chắn, hiệu quả, an toàn ngay từ đầu, thì có thể chỉ hãy bình luận ở bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp để tôi có thể tư vấn cho anh em các cái giải pháp điều trị mang tính chất khoa học nhất, toàn diện nhất, chuẩn y khoa nhất, an toàn và bền vững nhất, để giúp cho anh em có thể khắc phục được cái tình trạng của mình. Và trên đây chính là những cái chia sẻ, và hy vọng rằng với những cái chia sẻ này anh em sẽ rút ra cho mình được rất nhiều những cái mẹo hay, rất nhiều những cái kiến thức hay để giúp cho mình có được cái sức khỏe sung mãn hơn, một cái chất lượng cuộc sống cao hơn. Và nếu như có bất cứ một cái thắc mắc gì hoặc là cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe, các bệnh lý nam khoa, các vấn đề về xuất tinh sớm như là rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, thì đừng ngần ngại một điều hết, hãy nhắn tin trực tiếp để bác sĩ Mạnh cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ tư vấn thật kỹ cho anh em các cái giải pháp điều trị khoa học, an toàn, để giúp cho anh em có thể lấy lại được cái sự tự tin, được cái sự sung mãn của mình. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.